còn một cái lệnh nữa anh em, đánh lệnh nhận cò. Đây nhận cò này. Đấy. Nhận cò nó sẽ được một con gấu nha anh em ơi. Đấy. Nhận cò là anh em sẽ nhận được một con gấu. Rồi thì 20k WeCoin anh em lên fanpage để nhận đây. Anh em có thể mua mua một cái bùa nha. Mua một cái bùa thiên sứ này. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game Emuline nha anh em ơi. Thì cũng lâu rồi không có làm video với con game này. Và hiện tại bây giờ thì anh em nó đã reset lên cỡ 118 lần rồi anh em ơi. Thì bây giờ là tân thủ là vào là được hỗ trợ 40 lần reset nha anh em ơi. Nghĩa là được 40 lần reset. Để mình tạo một nhân vật cho anh em xem. Bên này mà reset từ 40 lần đến lên 100 lần thì cũng nhanh lắm anh em ơi. Thì tại vì top là nó phải giới hạn một ngày là 3 lần thôi, được reset 3 lần. Còn tân thủ mới vào thì là được reset lên bằng top luôn nha anh em ơi. Và được hỗ trợ là 20k WeCoin. Anh em có thể nhắn tin vào fanpage để nhận 20k WeCoin nha, tân thủ. Thì anh em mới vào thì được 40 lần này, level 1 mà muốn level 400 thì anh em mới thoát ra. Và muốn tạo nhân vật khác thì anh em sẽ thoát ra để nó được level 400 và anh em tạo mấy class cấp cao này. Thì bây giờ mình sẽ tạo một con giờ ép nha. Đấy. Thì anh em vào cũng phải thoát ra để cho nó được level 400. Rồi mình sẽ mặc đồ xong rồi mới reset. Đây được level 400 nha. Chưa có gen cho nên chưa có thể mua đi đâu được. À, gen bên này là phải tự cày nha anh em ơi. Nhưng mà cày bên này lục gen nhanh lắm. Ui đấy. Thì anh em ở đây đang bán đồ khá là nhiều. Thì mới vào anh em muốn có gen thì anh em quăng cái nhẫn này ra. Đấy. Nhẫn này ra sẽ được 10 triệu gen. Đã có đủ cho anh em reset nha. Với một con này là để lục lục gen. Thì bán cái này đồ đạc nó có giá trị lắm. B nó tầm 8 đến 10k một viên đấy anh em ơi. Thì đồ đạc mà nó có giá trị thì nó sẽ tồn tại lâu dài. Aramin nó cam kết là nó không có bán đồ. Anh em mới tự cày. Con game này anh em chủ yếu là đi cày cày ngọc, cày đồ thôi. Chứ còn reset một ngày anh em chỉ giới hạn có 100 lần. Vào sau thì cũng sợ bị thọt lắm. Thì bây giờ mới vào là anh em đánh lệnh này. Đánh lệnh Evo nha. Và nó sẽ tự động làm nhiệm vụ cho anh em. Có thể coi cái bảng lệnh ở trên này. Đây. Tất cả các lệnh nó nằm trên này hết nha. Rồi đi lại mua cho nó một set đồ nha. Tân thủ mà. Mua lấy cái cánh trước nè. Đấy. Giờ ép đâu. Ép bên này chứ. Đây. Làm cho nó bộ con này đi. Rồi phải cộng điểm nha. Cộng điểm cho nó. Xong mình mới reset. Học skill được rồi. Học skill được rồi. Đây có mấy 70 coin à. Thì anh em phải reset về. Anh em phải reset nha. Cộng vào năng lượng để học được skill này. Cái đây này 70 NE cách 70 này. Đấy. Thì để học cái skill này xong. Rồi anh em đánh lệnh reset nha. Reset. À thiếu gen. Lúc nãy mình mua đồ rồi mình quên. Thì bây giờ thiếu gen thì anh em sẽ tạo thêm một con nữa. Đây giống như con này. Thì đi vào trong. Quăng cái nhẫn này ra rồi gửi vào thùng đồ. Lúc đầu tiên thì anh em có thể cài gen bằng cách này. Nhưng mà về sau anh em treo để mà cài reset á. Ui nó lục gen thoải mái luôn. Gen thì là lúc đầu thì nó một hai lần đầu á thì mất cực thôi. Còn về sau gen nhiều lắm. Thì đây mình làm đỡ 10 mét ra. Đấy giờ ép nhìn đẹp trai không anh em. Quá đẹp trai.
Rồi. Bây giờ đánh lệnh reset nha. Reset. Đây. Thì nó sẽ được 13.500 point nha anh em ơi. 13.540 point. Thì bây giờ anh em cộng là đi cộng lại để đi chen nha. Sức mạnh nè, K thôi. NE 2K đi. Đi chen thì chỉ AGI 5K đi. Vít, còn lại vít nha. Tạm thời về để mặc đồ đó. Đấy. Ôi, lúc nãy mua thiếu hả? Còn tiền không? Ôi, còn tiền mà. Muốn chen nhen thì anh em sẽ mua một cái bùa. Cái quýt chân này. Rồi. Rồi còn một cái lệnh nữa, anh em đánh lệnh nhận quà. Đây nhận quà này. Đấy. Nhận quà nó sẽ được một con gấu nha anh em ơi. Đấy. Nhận quà là anh em sẽ nhận được một con gấu. Rồi thì 20k WeCoin anh em lên fanpage để nhận đây. Anh em có thể mua mua một cái bùa nha. Mua một cái bùa thiên sứ này. Rồi bộ thiên sứ 7K. Rồi. Chưa học được cái kia nhưng mà học được cái này là được rồi. Đấy, chưa học được cái tin thấu kìa. Rồi vậy là đi chen thôi. Thì anh em có thể lúc đầu thì mới tạo thì đăng được cái mấy cái bùa này thì anh em đi chen thoải mái nha. Khỏe nha. Ông nào đứng đây đây. Rồi. Con game này anh em cày khá là nhiều. Lúc đầu mình cũng chơi con game này. Thì đồ đạc là nó đang khá là giá trị. Và xác 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 nhân vật thì cũng có người là mua bán. Anh em có thể vào để mua một con nào đó đây, một ạc nào đó đây mình đỡ phải cày thì có thể lên group có cái game này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video đấy. Còn một cái nữa, anh em mà muốn nhanh nhá, muốn cày gì xét nhanh anh em mua VIP. Đây VIP thì có 15k là VIP VIP vàng cơ. À, mình không đủ cái coin thì anh em mua VIP bạc nha, 10k. Tại vì lúc nào mà mình mua cái kia 3 ngày cái bùa rồi. Đấy. Đấy. Nhanh thì anh em chỉ cộng vào AGI thôi. AGI này, 1 làm để nó đấm cho nó nhanh anh em ơi. Thì ở cái bản này nó có một cái khá là hay là anh em có thể combo được các class nha anh em ơi. Có nghĩa là class nào mình cũng combo được nha. EF cũng combo được, rồi GF cũng combo được, rồi sâu cũng combo được, rồi sum cũng combo được, nói chung là các class đều combo được. Rồi lên Ayana. Bây giờ là có thể lên Ayana rồi anh em ơi. Đó. Đó lên trên này là mấy ông này đang cày trên này là sao mấy ông này ông không lụm gen luôn kìa. Gen là trên này nó rớt rớt là 70k gen. Nó có thể đứng đây để lụm gen luôn. Để con gấu nó tự nhặt luôn anh em ơi. Đố liver là mình sẽ tự động đánh cho nó tự động đánh. Và để cho nó tự động nó nhặt gen luôn. Đấy. Rồi chuẩn bị
bị đủ 80 liver để mình theo tự động rồi đó. Thì quý quay là mình IP và fanpage là biết được nhận nha anh em ơi. IP và fanpage admin nó check là nó sẽ gửi code là 20k quý coi để cho anh em mua bùa lúc đầu ấy. Thì mua bán thì anh em có thể về chợ ở Logen để chút xíu mình về mình đó qua một vòng ở chợ Logen, hoặc là anh em có thể lên group để đăng mua đăng bán ở trên group đấy. Đây hoi đang lên khá là nhiều, đủ học chưa? Rồi đủ học cái này rồi. B thì anh em có thể cày ở map nào nó cũng rớt, mà mình thấy là anh em đa số mà cày B là thường thường là lên trên K4 anh em ơi. Thì B nó có giá tầm 8k đến 10k là một win anh em ơi. Khá cao, giá vậy là khá cao. Nhập point mà chứ có point là mình cộng vào AGI hết. Đó anh em lúc đầu có thể treo trên này, hoặc là anh em có thể đủ liver anh em có thể lên K4 luôn. Có thể lên K4 để treo trên K4 luôn. Sẽ đi dạo một vòng trên K4. Bán này là season 6.15 nha anh em ạ, đồ chuẩn season nha anh em ơi. Đồ chuẩn season cao. Hiện tại vào là được 40k, 40 lần reset, 13k máy poi là anh em cày nó khỏe rồi. Không giống như lúc mới open thì anh em phải tự cày lên. Rồi. Phải nào cũng có mấy ông đứng để chen gen hết á. Là chen ngọc đây lên K4 đi. Tại vì gen này thì mấy lần đầu thì nó thiếu, nhưng mà anh em treo một vài ngày là gen đầy nha. Đây trên này thì coin nó sẽ trâu hơn và kinh nghiệm nó sẽ được nhiều hơn. Đó, trên bãi này thì mình lên bãi này mình chen đi. Anh em có thể chen ở đây là đang ở server 1 nha. Thường thường anh em chen là ở trên server 2 và server 3. Mình lúc đầu vào là mình vào ở server 1. Đó, trên này là được đây, 700 mấy kinh nghiệm đây. Ở đây kia là được 500 mấy nha. Đó, gen là được 118k. Đấy. Đó, lên 7 triệu mấy nha. Rồi có point nữa thì anh em lại cộng vào AGI. Đấy. Rồi, thôi vậy thôi, để mình về Logen để mình đi một vòng cho anh em xem là đồ đạc anh em nó bán sao. Đây. Đây anh em bán bằng WeCoin nha. Ok, một món là 10k. Rồi ông này ông bán vũ khí à. Mấy món thần này là ông bán 20k. Còn mấy món excellent là ông bán 10k. Ôi làm gì đứng đây đông thế. Ôi sâu kìa. Sâu lại nhớ sâu mình quá. Cách ma thuật. Đấy S là 3k. Thần này rẻ này. Có thể anh em vào có thể đi cày B để mà đổi, hoặc là cày B để bán lên. Hay là đồ anh em phải tự đi cày trao đổi. Ôi ông này ông bán bốt Khundun này. Thế đi săn Khundun để mở nha anh em ơi. Đây ôi đồ 380.
Cốc này sốc độ 380. Độ 380 mà bán bằng 1B nha mày. Cái này bán 3B này. Này 1B. Thì anh em có thể nhau bán bằng B, bằng S, hay bằng Gen hay bằng WeCoin luôn. Khá là tiện. Giờ ép đủ học cái skill này chưa? Rồi đủ rồi. Thì giờ ép này cũng combo được nha anh em ơi. Đó, giờ ép combo là nó cũng khá là đanh. Thôi, video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Thì cuối tuần đánh dối anh em có thể vào cày game này. Hoặc là dịch, ý dịch anh em có thể vào đây đi cày B để kiếm tiền cũng được. Có thể kiếm tiền được ở con game này. Thôi, video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Link tải game mình để dưới phần mô tả video nha anh em ơi. Bye bye.